Sometimes I close my eyes, nothing but a smile on my face. I just wanna call you up, cause every day has been the same. I already got one foot out the door, and if you're down, there's always room for one more. Don't even worry, baby. Chỉ cần có nhau.
đôi môi thắm nồng má em ửng hồng, em chưa lấy chồng thì về anh trông, anh chưa có ai tương lai rộng dài, nếu em không ngại thì để ngày mai anh qua thưa ba má em cho mình làm quen, biết đâu sớm mai thức dậy nhìn thấy nhau cất lên tiếng gọi mình ơi, nghĩ thôi cũng vui có em là nhất rồi, thế nên sớm thôi anh sẽ ngỏ lời hỡi em đừng nghĩ nhiều, xứng đôi cưới thôi chứ mà để lâu lắm kẻ gièm pha ôi à à à, hỡi em đừng nghĩ nhiều, xứng đôi cưới thôi chứ mà để lâu sợ ta lỡ mất duyên chung một nhà, hai bên gia đình, hai bên gia đình cũng rất ân tình, cũng rất ân tình, cho nên đôi mình chẳng thể linh tinh. Em ơi em à, anh nghĩ chúng ta, anh nghĩ chúng ta sẽ để hai nhà bàn chuyện thông ra. Anh qua thưa ba má em cho mình mà em biết đâu sớm mai thức dậy nhìn thấy nhau cất lên tiếng gọi mình ơi, nghĩ thôi cũng vui có em là nhất rồi, thế nên sớm thôi anh sẽ ngỏ lời hỡi em đừng nghĩ nhiều, xứng đôi cưới thôi chứ mà để lâu làm kẻ gièm pha
tháng 3, bữa nay tháng 2 dùng, là đúng một tháng, thành 9 tháng 3 tiếp theo sẽ tổ chức lễ cưới. Thì trong lễ cưới đó sẽ có một hồ tài của con dâu tại qua cái trình cưới đầu thì trai á. Khi mà cưới dâu á thì cũng mời tập nhà lễ á, cô bác họ hàng thì cái điều kiện là cũng như gia đình ở bên đàn trai là không có cái hạn chế. Thì ra chúng tôi cũng đồng tình đồng ý cũng là ở đây sau thì chúng tôi thì cũng như vậy cũng không có ý nữa thì cũng chúc buổi lễ hôm nay thành công và tốt đẹp. Thế là nay em đã có chồng, thế là xong bao năm ngóng trông, qua bao ngày chờ đêm thương nhớ mong, cuối cùng em cũng chịu lấy chồng, cuối cùng em cũng chịu có chồng, cuối cùng ba mẹ cũng yên lòng, không lo buồn giờ con gái lòng bồng. Hey, tình yêu là thế đấy, cố đi tìm thì lại không thấy ai, mà khi đang không muốn yêu thì bốn năm người vây quanh chẳng kịp trở tay. Yêu là thế đấy, có khi yêu lâu nhưng chẳng đến đâu, mà khi lơ ngơ đến sâu, ấp ôm vài hôm thôi thì đã lấy nhau. Nên đừng lo lắng khi trai còn đông, hãy tìm hiểu xem hợp hay không, cứ chọn yêu khi chưa lấy chồng. Và em cũng đã biết bao nhiêu ngày trôi để tìm thấy được người em yêu, nên giờ em lòng vui bao nhiêu. Em đã lấy chồng, thế là nay em đã có chồng, thế là xong bao năm ngóng trông, qua bao ngày chờ đêm thương nhớ mong, cuối cùng em cũng chịu lấy chồng, cuối cùng em cũng chịu có chồng, cuối cùng ba mẹ cũng yên lòng, không lo buồn giờ con gái lòng bồng. Hey, tình yêu không phân biệt cái tuổi tác, tình yêu không phải sợ hay miền khác, bởi nếu duyên định rồi thì chớ có nghĩ ngợi, ngồi yên đấy mà nhận lấy làm theo ý ông trời. Đi mà không thấy thì nhờ người mai mới, hoặc là tình cũ nhiều khi thấy buồn lại tới. Nên đừng rầu lo lắng vì sợ mày cha hối, vì đường nào cũng có cách rồi em sẽ lấy chồng thôi. Nên đừng lo lắng khi trai còn đông, hãy tìm hiểu xem hợp hay không, cứ chọn yêu khi chưa lấy chồng. Và em cũng đã biết bao nhiêu ngày trôi để tìm thấy được người em yêu, nên giờ em lòng vui bao nhiêu. Thế là nay em đã lấy chồng, thế là nay em đã có chồng, thế là xong bao năm ngóng trông, qua bao ngày chờ đêm thương nhớ mong, cuối cùng em cũng chịu lấy chồng, cuối cùng em cũng chịu có chồng, cuối cùng ba mẹ cũng yên lòng, không lo buồn giờ con gái lòng bồng. Hey, chúc mừng nay em đã có chồng. Hey, chúc mừng hai nhà tình thắm nồng. Hey, pháo diêu hoa đã bay trong phòng. Hey, điều sang năm nhà mình có cháu hay không. Hey, chúc mừng nay chị đã lấy chồng. Hey, chúc mừng nay cô đã có chồng. Hey, pháo diêu hoa đã bay trong phòng. Hey, sang năm nhà mình sẽ bay con đó. Baby, baby, em nói từ đầu, baby can you stay?
phút em gặp anh là em biết em si tình. Tình 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 toan toan tính, còn tình mình tình tan 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 tình. Và anh chỉ cần có thế. Nếu đến lúc hai ta giận hờn nhau, hãy yêu thương không như những phút đầu. Em hãy cứ tin rằng vãi nhớ mai là anh sẽ không nghi ngờ tình ta chớm tan. Anh sẽ không bao giờ để em rơi nước mắt. Anh sẽ không bao giờ để em buồn dù chỉ là vài giây. Anh sẽ lắng im như khi em hay cáu gắt. Anh sẽ yêu em hơn bản thân anh hứa chắc. Anh sẽ mãi mãi là la 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 la. Marry me, just marry me. La 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 la. Marry me, just marry me. La 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 la. Marry me, just marry me. La 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 la. Sáng thức cùng giờ đi làm chung một đường, ăn chơi cùng ngày đêm ngủ chung một giường. Tương lai to bự cùng nhắm về một hướng, hai ta sẽ là một cặp vợ chồng không tầm thường. Cưới nhau vì nhau thấy gì khó quá cho quà. Chuyện lớn nhỏ cứ để anh em không cần lo xa. Giận cứ nói thẳng anh để em là cho đã. Bao nhiêu đó là đủ, thôi đi nha. Mỗi khi em buồn anh sẽ tự ngồi vào vai thần thánh. Mang đi nỗi lo trên trời dưới đất mà không cần cánh. Còn chán thì anh sẽ tự ngồi nhập vào vai chân thành. Hãy nào sáng lên chỉ để nụ cười em luôn gần anh. Sẽ em chỉ mới và giờ đã thấy rằng I miss you. Muốn nói với em một câu thật lòng là I miss you. Hôm nay bất chấp tất cả anh muốn nói với em là em ơi. I wanna marry you. Anh sẽ không nghi ngờ tới tình ta chấm tan. Anh sẽ không bao giờ để em rơi nước mắt. Anh sẽ không bao giờ để em buồn dù chỉ là vài giây. Anh sẽ lắng im như khi em hay cáu gắt. Anh sẽ yêu em hơn bản thân anh hứa chắc. Anh sẽ mãi mãi là la 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 la. Từ nay anh là của em, ta đã thuộc về nhau.
yên vui hay buồn đau, ta kề bên suốt đời. Từ nay em là của anh, ta mãi thuộc về nhau. Yên vui hay buồn đau, em đừng lo. La 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 la. Marry me, just marry me. La 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 la. Marry me, just marry me. La 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 la. Marry me, just marry. Anh là của em. Là ngày mùng 7 tháng 5 năm 2023, thì nhằm ngày 18 âm lịch của Quý Mão, thì được sự cho phép của hai bên gia đình là đã chấp nhận cho hai cháu đến được ngày hôm nay. Là ngày hôm nay là ngày chính thức của hai cháu nên vợ thành chồng, và cháu Minh Phước và cháu Thanh Hạ thì được sự cho phép bên hai gia đình đã chấp nhận cho hai cháu. Thì sự có mặt của ông bà hai bên nội ngoại của phía tập nhà gái, sau đó thì có cô bác chú thím, cô cậu dì dượng và anh em, và các anh em chiến hữu gần xa, và trong đó có tập nhà trai. Thì gia đình cũng chúng tôi xin chân thành và thành thật cảm ơn buổi có mặt buổi tiệc hôm nay. Xin hết ạ. Cái bữa chúc phúc cho hai cháu xong, bây giờ tới phần tặng quà, thì cũng mời ông bà lão ngoại là để lên tặng quà lưu niệm cho hai cháu. Ông bà nội, ông ngoại, bà ngoại, bây giờ chỉ còn mình ông cố Bảy. Ông cố chỉ còn mình ông cố, ông cố Bảy đâu mà ông cố Bảy lên trước đi. Cùng bên nhau mai sau là điều ước muốn lớn nhất. Bàn tay anh đưa ra tựa là nắng ấm lấp lánh. Này không gian bao la thuộc về cho riêng hai ta. Nhiều trăm năm đã qua, biết bao giấc mơ ngọt ngào. Đã từng khó xuyên qua đêm, tình mộng gối đã ướt đẫm. Chợt anh như hè qua, ngập tràn ấm áp nắng sớm. Dù hai ta ra đi, và dù hai ta ra đi, vẫn còn đầy bóng dáng ngày ấy. Một điều xa xưa ta thề nguyện qua rồi. Cùng đi ngàn năm về sau mình vẫn có nhau. Tô màu lên trái hoa tình yêu chúng mình. Ngoài khơi biển xanh trời cao đầy rộng lớn, phiêu du cùng nhau, có lại đâu đắp
gì hai con ngồi lại. Cậu ba, con cũng quậy bãi. Muốn được yêu ai đó cả cuộc đời, muốn được ngồi nhìn nhau ăn bữa cơm, muốn được tự nhiên khóc khi thấy đời mệt nhau, kéo tâm trên âm mình ôm. Còn hai lượt con quậy năm là ở đảo Phú Quốc xa quá không có giờ lên lõi về cho cháu, cô muốn và muốn là cả thế giới điện trong vòng tay. Ai con này là của gì ba, con của quậy năm. Ê, đều hai chiếc con đúng. Trái đất thu bé trong một căn phòng. Trái đất của hai chúng mình sâu vuông hay tròn, đúng ngày này giờ này là phải bước chung con đường. Nếu như quay ngược thời gian, ngược về quá khứ, anh vẫn chẳng có nương anh lần đầu thấy em. Bé chung mái nhà, dẫu không phải lâu đài nguy nga. Bé chung mái nhà, sâu chỉ có tập lèo mái la. Chỉ cần giấc quay tình dậy, đừng nghe giấc mơ giữa trưa này. Anh muốn cho em và nói anh vẫn ở đây. Nay chúng ta sẽ giữ lời. Bạn buổi cháu Phước cũng có món quà lưu niệm bạn bè với nhau. Rồi bây giờ cậu ở ba hai. Anh em muốn được yêu ai đó cả cuộc đời, muốn được ngồi nhìn nhau ăn bữa cơm, muốn được tự nhiên khóc khi thấy đời. Bây giờ còn một món cuối cùng là đặc biệt nhất là gì? Cha dượng cũng có một món quà nhỏ nhỏ lưu niệm cho cháu, cho con để mai bước về nhà chồng. Đó là cha dượng cũng vậy đi đó. Bây giờ tới phần thể. Trái đất của hai chúng mình sâu vuông hay tròn, đúng ngày này giờ này là phải bước chung con đường. Nếu như quay ngược thời gian, ngược về quá khứ, anh vẫn chẳng có nương anh lần đầu thấy em. Bên chung mái nhà, dẫu không phải lâu đài nguy nga. Bên chung mái nhà, sâu chỉ có tập lèo mái la. Chỉ cần giấc quay tương dậy, giấc được nhìn thấy giấc mơ giữa trưa này. Anh ôm chặt em và nói anh vẫn ở đây. Từ nay chúng ta sẽ giữ lấy những điều quý giá. Từ nay chúng ta sẽ chẳng ước mơ gì xa xa. Chỉ hai trái tim thà giờ đã chung một nhà. Thế giới vẫn cứ nhỏ bé hơn nhà chúng ta. Chung mái nhà, dẫu không phải lâu đài nguy nga. Về chung mái nhà, dẫu chỉ có tấm lều mái la. Chỉ cần sớm mai thức giấc được mơ thấy giấc mơ giữa trưa này. Anh ôm chặt em và nói anh vẫn ở đây. Từ nay chúng ta sẽ giữ lấy những điều quý giá. Từ nay chúng ta sẽ chẳng ước mơ gì xa xa. Chỉ hai trái tim thật thà. Để đầu tiên cho bác Quốc Cường là người dẫn chương trình, xin được thay mặt toàn thể các anh em trong ekip phục vụ chương trình tiệc cưới ngày hôm nay, xin được hân hạnh gửi đến toàn thể quý vị khách quý lời kính chúc sức khỏe hạnh phúc, lời cảm ơn chân thành và một lời chào trân trọng nồng nhiệt nhất ạ. Kính thưa tất cả quý vị, như chúng ta đã biết, có thể nói tình yêu là một đề tài rất đẹp và rất lãng mạn, nhưng bên cạnh sự lãng mạn ấy thì tình yêu luôn còn là một kho tàng bí mật mà không ai có thể hiểu hết được về nó. Có điều trong tình yêu ắt hẳn chúng ta sẽ đồng cảm với nó, đó chính là khát vọng của tình yêu. Mà nói đến khát vọng của tình yêu, con người thì luôn luôn không bao giờ thay đổi. Và kính thưa tất cả quý vị, cũng chính vì đó mà ngày hôm nay chúng tôi có đề đến tình yêu và hạnh phúc của đôi bạn Minh Phước và Thanh Hà sau thời gian quen biết, tìm hiểu và yêu nhau, đặc biệt được sự đồng lòng đẹp ý giữa hai bên gia đình. Thế nên ngày hôm nay, ngay khoảnh khắc là đây, một lễ cưới vô quy thật trang trọng đã được diễn ra tại nơi đây, với sự hiện diện chúc phúc của quý tộc họ nhà trai, quý ông bà cô bác trong ban tộc cũng như tất cả quý vị khách quý gần xa. Giờ đây xin mời tất cả quý vị chúng ta dành ngàn lời yêu thương chúc phúc và một tràng vỗ tay thật lớn, thật nồng nhiệt để cùng chào đón đôi hạnh đẹp nhất, hạnh phúc nhất trong buổi lễ vô quy hôm nay. Một tràng vỗ tay thật lớn để chào đón cô dâu xinh đẹp Minh Phước và chú rể Thanh Hà của chúng ta. Thật rạng ngời, tay trong tay, họ đang sánh bước bên nhau, những bước đi chung đầu tiên luôn thấu hiểu được rằng
tình yêu luôn có một sức mạnh diệu kỳ đã tạo nên những phép màu có thật giờ còi nơi đây. Và ngay khoảnh khắc là đây, hai gương mặt sạng ngời tràn đầy niềm vui hạnh phúc của dâu xinh đẹp Minh Phước và chú rể Thanh Hà đang hiện diện trước toàn thể quý vị. Một lần nữa xin đoàn ơn xin được cúi đầu thay cho lời cảm ơn, lời chào trân trọng gửi đến tất cả quý vị thân quý của chúng ta. Kính thưa tất cả quý vị, chúng ta đang hòa chung trong một không khí tràn ngập niềm vui hạnh phúc. Đặc biệt trong giây phút thật trang trọng đầy nghĩa này, chắc chắn sẽ không thiếu những nhân vật rất rất quan trọng đối với cô dâu Minh Phước và chú rể Thanh Hà của chúng ta. Đã chính là người cha người mẹ đã có công vun đắp cho tình yêu hạnh phúc của đôi bạn được viên mãn vẹn toàn trong ngày hôm nay. Trân trọng kính mời thành phần chủ hôn hai tập họ một lần nữa trở về sân khấu trường hạnh phúc hôm nay để ra mắt đến toàn thể quý vị khách quý cùng như để chúc phúc cho hạnh phúc của hai con chúng ta. Về phía họ nhà nữ chủ hôn xin được hân hạnh giới thiệu và trân trọng kính mời ông Nguyễn Văn Bi, bà Lê Thị Ánh là thân sinh và thân mẫu của cô dâu trưởng nữ Phạm Thị Minh Phước và song hành cùng họ nhà nữ của chúng ta ngày hôm nay. Cũng xin được hân hạnh giới thiệu và trân trọng kính mời ông Lê Văn Ẩn, bà Trương Thị Ánh là thân sinh và thân mẫu của chú rể Úc Nam Lê Thanh Hà. Và ngày hôm nay thì họ nhà trai của chúng ta cũng đến từ thôn Bình An, Hàm Chính. Và xin tất cả quý vị chúng ta dành một tràng pháo tay thật lớn để chào đón hai bên gia đình của chúng tôi. Gái hân hoan mừng sẽ quý, nhà trai hớn hở đón dâu hiền, hai bên hạnh phúc sum vầy, anh đi làm rể em về làm dâu, một đại gia đình hạnh phúc của chúng tôi đang hiện diện trước mặt quý vị. Và ngày hôm nay thì hai bên gia đình của chúng tôi đã chính thức kết tình thông gia. Vậy một lần nữa để chúc mừng tình cảm thông gia giữa hai bên gia đình, xin tất cả quý vị chúng ta dành một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng. Vâng, thật lấy là vinh dự và hạnh phúc cho hai bên gia đình của chúng tôi trong buổi trưa ngày hôm nay khi mà đón nhận sự hiện diện đông đủ của tất cả quý vị đã nhận lời mời cùng nhau về đây để chung vui và chúc phúc cho đôi bạn Minh Phước và Thanh Hà. Được sự cho phép giữa hai bên gia đình cùng cô dâu chú rể, một lần nữa quốc cường xin được gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc nhất đến sự hiện diện đông đủ của tất cả quý vị. Và trong lúc tiếp đón cùng như tiếp đãi, nếu có điều gì sơ sót, kính mong tất cả quý vị cùng với tình thương mến thương dành cho hai bên gia đình cùng cô dâu chú rể mà niềm tình bỏ qua cho. Sau cùng lần nữa sẽ được mến chúc cho tất cả chúng ta có một bữa tiệc thật ngon miệng, tràn đầy ý nghĩa cùng với gia đình chúng tôi. Một lần nữa chân thành cảm ơn sự hiện diện của tất cả quý vị rất nhiều. Vâng, và ngay khoảnh khắc tại đây, cho phép hai con xin được kính lên người cha người mẹ ly rượu hồng hạnh phúc. Có cha có mẹ mới sinh ra mình, để có được niềm vui niềm hạnh phúc trọn vẹn hôm nay, chắc chắn chúng con không thể nào quên được công ơn trời nguyện của các đấng sinh thành. Xin mời hai bên gia đình chúng ta cùng vui tiến lại gần nhau một bước ạ. Và chắc chắn hòa chung niềm vui với gia đình chúng tôi, quốc cường cũng thân mời tất cả quý vị chúng ta cùng hoan hỷ nâng cao ly ạ. Hòa chung niềm vui với gia đình chúng tôi nào quý vị. 1, 2, 3. Rất là cảm ơn quý vị rất nhiều. Vâng, xin được chúc cho hai bên gia đình từ đây cái đường du hiền đại thảo chân thành nhất cho các con yêu của chúng ta. Và trên đây sẽ là một cái ôm, một cái bắt tay. Xin mời hai bạn như là hai mẹ một lần nữa hãy tiến lại gần nhau, dành cho nhau những tình cảm giữa hai bên gia đình. Một lần nữa cảm ơn rất nhiều. Wow, một hình ảnh rất là dễ thương. Một lần nữa xin được cảm ơn hai bên gia đình rất nhiều. Và xin mời chúng ta trở lại bàn tiệc an toàn để cùng chung vui với... My whole world changed from the moment I met you. And it would never be the same. It felt like I knew that I always loved you. From the moment I heard your name, say for it to this way, we got back on your trong đời. Yêu anh ước muôn bấy giờ ngày đây rồi. Dù chót trái đất có vỡ đôi, anh vẫn đứng nơi đây thôi, vẫn mãi thôi để con tim anh cất lời. I'll be by your side till the day I die. Till I hear you say I do. Something old, something new, something borrowed, something blue. I'll be waiting till I hear you say I do. Hãy lau khô giọt nước mắt, gạt hết đi lòng rối bời, để anh được thấy em luôn mỉm cười. Và hãy luôn siết chặt tay nhé, mà khó khăn cùng đương đầu một hạnh phúc giữa.
sẽ quá mau. Anh sẽ mãi luôn che chở em cuộc đời mãi sau. I do love you, yes I do love you. I'll be waiting till I hear you say I do. Cause I love you, love you. Till the day I die, I'll be waiting till I hear you say I do. Something old, something new, something bad, something new. I'll be waiting till I hear you say I do. We're shining like a diamond, just look at us now. I wanna hear you say I do. Anh đang thấy cô đơn. Đúng ngày lúc em cũng thấy cô đơn. Rồi mình gặp nhau chẳng ai còn cô đơn. Em biết không, đôi lời nói ở trong trái tim anh đã gìn giữ qua tận mấy xuân xanh. Anh yêu em bằng tất cả chân thành. Đến nay anh đã thấy yêu em đến điên đầu. Người có anh và em hỡi, nay mình đã lên vợ nên trong thì hãy nhớ luôn thật trân trọng. Em biết không, em dại cứ ngân hà nên mới lấy được người giống anh nè. Mà thật ra người may mắn là anh nha. Và em biết không, ai cũng thấy anh đẹp trai sáng ngời, trưởng thành với bao người ở bên ngoài. Mà ở bên em như là trẻ con lên 10. Nói lời chào, đến nay anh đã thấy yêu em đến điên đầu. Người có anh và em hỡi, nay mình đã lên bờ nên trong thì hãy nhớ luôn thật trân trọng. Em biết không, người có hay và em hỡi, nay mình đã nên vợ nên chồng thì hãy nhớ luôn thật trân trọng. Em biết không, từ lúc em sẽ nói lời chào đến nay anh đã thấy yêu em đến điên đầu. Người có hay và em hỡi, nay mình đã nên vợ nên chồng thì hãy nhớ luôn thật trân trọng. Em biết không. Hãy subscribe.
với em thời thường. Ta sẽ nắm bên nhau, rồi mai người đi xa, tình yêu rồi sẽ phai. Yêu anh làm sao hết? Yêu anh dài đâu? Người anh người ơi, số hai, hãy đến với nhau, yeah yeah. Xin phép tôi xin được giới thiệu, tôi là ông nội họ của chú rể. Thì hôm nay đến tại gia đình lời gái để dự buổi lễ vui của hai cháu. Trước tiên tôi xin kính thưa quý ông quý bà, quý cô bác, cô chú anh chị, cô quý bằng hữu, cô quý khách. Qua cái sự quen biết, tìm hiểu cũng như tích lũy kỹ năng sống của cô dâu và chú rể đã quyết định tiến tới hôn nhân, tạo lập gia đình hạnh phúc. Được sự đồng ý của hai bên gia đình, cha mẹ và họ hàng của hai bên, hôm nay chính thức tổ chức lễ vui của cô dâu tại gia đình nhà gái. Tôi xin gửi lời chân thành cảm ơn sự tiếp đón và tạo mọi điều kiện dễ dàng thuận lợi thì những cái buổi lễ từ hành quen cho đến khi lễ hỏi. Hôm nay là lễ vui của cháu gái, tức là cô dâu. Tôi xin chúc tất cả quý ông bà, cô bác, cô chú anh chị, quý bằng hữu, quý khách gần xa đã có mặt đông đủ, lo giúp sức khỏe, thành đạt, an khang và thịnh vượng và hạnh phúc. Trân trọng xin cảm ơn. Ở phía tập nhà gái, đầu tiên khi tập bà trai ra về, tôi cũng không có gì hơn chúc tập nhà trai đã về an khang, thịnh vượng, mọi việc như ý. Xin hết. Sống ngọt ngọt vào tay em, tắt ánh đèn gặp tình yêu lẽ sao, càng say anh lại càng yêu em. Cho em nếu thích rồi thì đưa tay lên chờ, định giữ trong lòng chẳng vui đâu. Hai ba năm anh đang rơi nhịp chậm thôi em ơi, anh không theo kịp em. Mà em đang yêu hay đang trêu đùa, vì trong tim anh chỉ có tên của em. Muốn nói với anh nhưng em chỉ mất mấy giây con tim lỡ dài, em rơi vào trong mơ mộng người biết không. Nếu đã lỡ yêu xin anh hãy là bên đó mỗi khi mi em bước nhà, lòng này em chẳng yêu ai như thế này. Gió ngọt ngọt vào tay em, tắt ánh đèn mặt tình yêu lên sao, càng say anh lại càng yêu em. Nói thật lòng mưa cho em, nếu thích rồi thì đưa tay chờ, định giữ trong lòng chẳng vui đâu. Sao tim không nghe lời, sao đôi tay em đan trong tay anh rồi. Ừ thì là vì em đã yêu, ừ thì là vì anh quá siêu. Do em hay do người, do say men hay do em say nụ cười. Ừ thì đành làm theo trái tim, lời một nốt này có đáng gì. Chỉ cần thức giấc cùng nhìn dòng người, bên em trong những đêm mưa tuần rơi, anh bỗng thấy cuộc đời, thấy cuộc đời xanh hơn. Và tình yêu lăn nhanh như thoi đưa, anh cũng chẳng biết chừng nào là vừa. Đưa em đến vùng trời yêu thương. Muốn nói với anh nhưng em e ngại, chỉ mất mấy giây con tim lỡ dài, em rơi vào trong mơ mộng người biết không. Nếu đã lỡ yêu xin anh hãy là bên đó mỗi khi mi mướt nhà, lòng này em chẳng yêu ai như thế này. Gió ngọt ngọt vào tay em, tắt ánh đèn bật tình yêu lên sao, càng say anh lại càng yêu em. Nói thật lòng mưa cho em, nếu thích rồi thì đưa tay lên chờ, định giữ trong lòng chẳng vui đâu.
sống một mình đã bao năm giờ có nhau sưởi ấm em chịu không em ơi mình cưới nhau nha cứ cho vừa lòng bà với má hối anh hoài cũng hối em hoài thôi thì bao hiếu cho ông bà nhà anh sẽ mang trầu cau với đội đèn sang nhà em để xin mẹ cha được làm chồng em xin mẹ cha được bên cạnh cùng buồn cùng với em cuộc đời anh sẽ chỉ giao phó cho mình em anh sẽ mang vòng nhẫn cưới đeo vào tay nàng dâu mới bước cùng trên đoạn đường sắp tới nghiêng đầu sát vào nhau nở nụ cười rất tươi là một tấm hình để lưu giữ cho ngày vui cuộc đời rồi gặp được em làm lòng anh ngắm lại biết nghĩ suy thiệt hơn biết sống cho ngày mai từng ngày anh lại thấy yêu và nhớ em nhiều hơn mỗi lần xa là nhớ chỉ muốn mau được quay về để lại được bên nhau lại được rộn ràng trong hạnh phúc chỉ thế thôi mà vui nguyện thề ta sẽ viết nên hạnh phúc nên vợ chồng
chiều đêm thao thức anh suy nghĩ không ngủ được, lòng anh lo lắng về ngày mai chúng mình sẽ thế nào và anh có tốt không, sẽ là đôi vai ấm như em cần. Rồi những lo lắng, những suy nghĩ như không còn, dường như tan biến thành làn mây khi chợt em mỉm cười, cầm tay nói với anh, vì tình yêu đôi ta sẽ bước qua. Trên đường anh tìm kiếm đã biết bao lần đau buồn, và rồi gặp được em làm lòng anh ngấm lại, biết nghĩ suy thiệt hơn, biết sống cho ngày mai. Từng ngày anh lại thấy yêu và nhớ em nhiều hơn, mỗi lần xa là nhớ, chỉ muốn mau được quay về, để lại được bên nhau, lại được rộn ràng trong hạnh phúc. Chỉ thế thôi mà vui, quyền thề ta sẽ viết nên hạnh phúc, nên vợ chồng. Trên đường anh tìm kiếm đã biết bao lần mong chờ, và rồi gặp được em làm lòng anh ngấm lại, biết nghĩ suy thiệt hơn, biết sống cho ngày mai. Và rồi anh lại kính thưa tổng nghệ nữ, theo giao ước của hai bên, hôm nay là chính thức nhà trai đến đây để tổ chức cái lễ kết hôn, tức là lễ cưới cho hai cháu Thanh Hải và Minh Phước. Vậy thì xin báo cáo là gồm có 6 quả, 2 khe trầu, một khay là trình cưới theo cái giờ giấc đã quy định hôm nay, rồi giờ đã đến, rồi xin báo cáo tập nghệ nữ ý kiến. Thì tôi xin thay mặt đại diện tập nghệ nữ thì cũng không có ý kiến gì hơn, là mời nhà trai tiếp tục. Thì sau khi nhà nữ chấp nhận, bây giờ xin chào mời cô dâu. Khi kiếm đâu cô tích trên đời, thật là điều may mắn nếu như có người cầm tay bước đi đến cuối con đường, bao giờ thì sẽ tới. Dẫu anh không là chàng hoàng tử mà em đắm say, chỉ là gian đơn thôi như hình hài anh lúc này, anh vẫn muốn quỳ gối trước nàng công chúa đêm nhớ đêm này. Điều anh muốn là luôn thấy em cười, chẳng cần phải lo lắng vì anh ở đây rồi, để anh che chở em hết quãng đường ngày sau nhé. Ngày đầu tiên cùng nhau sống suốt đời, trước cầm tay mãi không rời, và con tim cùng chung một nhịp khi ta có đôi. Điều anh mong thật ra chẳng xa xôi đâu, chỉ cần ta cùng nhau đến khi bạc đầu. Dù mai sau nhiều điều làm ta lo âu, yes I know, yes I know. Dẫu anh không chàng hoàng tử mà em đắm say, chỉ là gian đơn thôi như hình hài anh lúc này, anh vẫn muốn quỳ gối trước nàng công chúa đêm nhớ đêm nay. Yêu anh muốn là luôn thấy em cười, chẳng cần phải lo lắng vì anh ở đây. Báo cáo là tộc nhà nước đây là cái gọi là tài theo Phật,
ăn kim rồi họ có ngon. Nên này là theo họp thì đồng quà. Xin thưa nhà nữ, theo như cái tính của mình là 9:30 rước dâu thì bây giờ cũng gần tới rồi. Rồi sáng đây là xin phép trình rước dâu luôn, mình khỏi ra vua nữa. Trên đời vì là ngày đầu tiên mà ta có nhau rồi, và từ nay về sau sống chung trong một thế giới. Bên thưa là học ngày nữ thì cũng như đúng là 9:30 là mình rước dâu. Thì nhân dịp này là xin mời tất cả quý ông bà cô bác hàng của nhà nữ cùng đưa dâu về nhà chồng lúc 9:30 chấp thuận và đồng thời chuẩn bị đây cho lưới gỗ đấy. Rồi ở đây thì đây là nhà nữ là có gì nhớ không? Tôi cũng thay mặt biên tập nhà nữ thì cũng chấp nhận buổi lễ hôm nay cũng thành công một chút đi. Mấy năm qua rồi cuộc đời anh cứ mãi lông bông, chờ người mai mối để sớm tôi có em chung phòng, để anh thôi tương tư trong lòng, còn tìm dần lối cho ta cùng nhau về xây giấc mộng. Qua nhà em, quanh tay cúi đầu xin phép tia má, cho anh từ đây được làm con ở trong nhà, thấy ghê hồng. Người sống chờ ngày mình lớn xe bông, em ơi từ nay là em phải kêu anh bằng chồng. Giờ anh đã chúc xong xuôi, làng trai đi qua rước dâu đông vui, sẽ hơi kết qua màu, trong lòng anh thêm nôn nao. Quang viên hai họ rộn ra họ đeo, nửa đôi tình thêm mang mà, hai nhà thông gia cười ha ha. Bên phải nhà trai nơi vui ghê, tiếng nhạc sập sinh sập sinh, đám cưới đôi mình lính đinh. Mấy năm qua rồi cuộc đời anh cứ mãi lòng bông, chờ người mai mối để sớm tôi có em chung phòng, để anh thôi tương tư trong lòng, còn tìm dần lối cho ta cùng nhau về xây giấc mộng. Qua nhà em, quanh tay cúi đầu xin phép tia má, cho anh từ đây được làm con ở trong nhà, thấy ghê hồng. Người sống chờ ngày mình lên xe bông, em ơi từ nay là em phải kêu anh bằng chồng. Giờ anh đã chúc xong xuôi, đàn trai đi qua rước dâu đông vui, sẽ hơi kết qua màu, trong lòng anh thêm nôn nao. Quan viên hai họ rộn ra họ đeo, lứa đôi tình thêm mang mà, hai nhà thông gia cười ha ha. Lâu 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 thì ta mới nhậu một lần, vui lên đi cùng nhau say hết đêm nay. Qua ngày mai mình cùng xe đắp tương lai, cầm bàn tay hứa yêu em mai sau này. Giờ lần đã chúc xong xuôi, đàn trai đi qua rước dâu đông vui, sẽ kết qua màu, trong lòng anh thêm nôn nao. Quan viên hai họ rộn ra họ đeo, lứa đôi tình thêm mang hòa, hai nhà thông gia cười ha ha.
đã mang đến phút giây dịu kỳ, cho nụ cười hé nở trên môi, cho cuộc đời một sức sống mới. Cảm ơn em tình yêu của anh, cảm ơn em tình yêu của anh, một nụ hôn ngọt ngào ấm áp xua tan đi lạnh giá mùa đông, cho nụ hồng tung cánh đón xuân về. Cảm ơn em một mùa xuân tình yêu của anh. Bên nhau bên nhau cùng bao nhiêu thương nồng nàn, dù phong ba bao tố không làm tình yêu phai tàn. Xin cho mai sau bên em tình này không rời, hãy hứa sẽ mãi bên nhau không cách xa. Cảm ơn em, cảm ơn cuộc đời mang em đến như một giấc mơ. Mang đến phút giây dịu kỳ, cho nụ cười hé nở trên môi, cho cuộc đời một sức sống mới. Cảm ơn em tình yêu của anh, cảm ơn em tình yêu của anh, một nụ hôn ngọt ngào ấm áp xua tan đi lạnh giá mùa đông, cho nụ hồng em một mùa xuân tình yêu của anh. Bên nhau cùng bao nhiêu thương nồng nàn, dù phong ba bao tố không làm tình yêu phai tàn. Xin cho mai sau bên em tình này không rời, hãy hứa sẽ mãi bên nhau không cách xa. Cảm ơn em, cảm ơn cuộc đời mang em đến như một giấc mơ. Bên nhau cùng bao yêu thương nồng nàn, dù phong ba bão tố không làm tình yêu phai tàn. Xin cho mai sau bên em tình này không rời, hãy hứa sẽ mãi bên nhau không cách xa. Cảm ơn em, cảm ơn cuộc đời mang em đến như một giấc mơ. Là anh thấy cuộc đời anh
là quá khứ và cả tương lai, là hiện tại không bao giờ phai. Tình yêu trong anh vẫn luôn thầm lặng, nhưng không có nghĩa không rộng lớn. Chỉ là anh đôi khi khó nói nên lời, mong em hãy cảm nhận thôi. Cao hơn cả núi, dài hơn cả sông, rộng hơn cả đất, xanh hơn cả trời. Anh yêu em, anh yêu em nhiều thế thôi. Vượt qua ngọn gió, vượt qua đại dương, vượt qua cả những áng mây thiên đường. Dẫu có nói bao điều, cảm giác trong anh bây giờ có lẽ hơn cả yêu. Gặp nhau chẳng biết trước lần đó sẽ là lần cuối anh yêu một ai trên đời. Anh không còn mơ gặp và yêu ai được nữa. Giờ anh đã có em đây rồi, cùng em đi hết quãng đường đời. Tình yêu trong anh vẫn luôn thầm lặng, nhưng không có không rộng lớn. Chỉ là anh đôi khi khó nói nên lời, mong em hãy cảm nhận thôi. Cao hơn cả núi, dài hơn cả sông, rộng hơn cả đất, xanh hơn cả trời. Anh yêu em nhiều thế thôi. Vượt qua ngọn gió, vượt qua đại dương, vượt qua cả những áng mây thiên đường. Dẫu có nói bao điều, cảm giác trong anh bây giờ có lẽ hơn cả yêu. Bố cũng đã chia sẻ với con rồi là hôm nay thì bố rất là vui mừng, cho nên trong cái cảm xúc hồi hồi như thế thì bố rất là khó giới thiệu những người thân cho gia đình. Chứ với thế thì Toàn cũng sẽ đại diện luôn, kính mời các nội, các ngoại, rồi các chú, các bác, các ông, các cậu, các anh, các chị. Chúng ta có những bố quà thì chúng ta hãy lên sân khấu. Thì trong lúc quý vị đang lên sân khấu thì Toàn sẽ giới thiệu để cho Đôi Hương Ương chúng ta được biết người thân đã tặng quà cho Đôi Hương Ương. Và đương nhiên trong lúc chúng ta tặng quà thì cũng có một anh cameraman ghi lại những khoảnh khắc đáng yêu, kỷ niệm trong ngày đặc biệt này, đúng không ạ? Chứ bây giờ chúng ta lên sân khấu thì đương nhiên chúng ta được tặng quà và chúng ta sẽ được lưu lại những kỷ niệm đặc biệt luôn. Chúng ta cứ lòng đường lên cái gì nha, lên từng người đi, không cần phải kêu đâu, lên người nào Toàn giới thiệu người đó. Rồi xin cảm ơn bà nội rất là nhiều, nội ơi nhìn xuống chụp hình để làm bằng chứng chứ không vậy bữa nó cãi mà nội không cho tiền à. Rồi bầu chiếc cầu, đúng không ạ? Hàng mình lên đi, trời hai cháu đang đứng chờ. Rồi xin cảm ơn anh ba rất là nhiều. Vươn lên cho đây chị. Đây là chị hai của chú rể, đúng không ạ? Rồi tuyệt vời, xin cảm ơn chị hai rất là nhiều. Đấy, nậu mà nậu đâm giờ này lên là đỡ không kịp. Đây ông nội mồm mười lớn hả? Có nghe là còn bự bé. Rồi xin chị chú rể, xin cảm ơn chị rất là nhiều. Rồi còn ai không ạ? Mở tám. Kìa, mở tám cho nhiều nha, cho phong bì rồi. Rồi tuyệt vời, xin cảm ơn mở tám. Đây là cô ba, hồi nãy tôi nghe giới thiệu rồi. Cô ba từ Sài Gòn về mà.
Mượn cô ba luôn. Đó, bố mà muốn lộn thôi. Rồi cô Tư. Rồi cô Tư, xin cảm ơn cô Tư. Cậu mừng lớn. Có sao nhiều cậu mừng ta. Đây camera. Rồi cậu Chín. Châu trà. Cậu Chín. Cậu Chín ơi. Đây cậu Mười Út. Cậu Mười Út. Rồi, cảm ơn cậu Mười Út. Rồi mở hai của chú rể. Cảm ơn mở hai. Bác Chín. Từ từ chị ơi, di lại cho bác Chín chơi vàng. Thì cho vàng được rồi, cái hộp quăng xuống đi. Đưa chú rể nữa. Rồi chị ba, xin cảm ơn chị ba. Đây đại gia lên sân khấu nè. Rồi biết đại gia mà chấp nhận to đùng. Rồi xin cảm ơn cô ba. Cô Tư, ở cô Tư. Làm sao cô ba cô Tư. Đây bác Năm. Bác Năm lớn. Rồi cảm ơn bác Năm. Ông Xui. Dạ bác Tân Xui. Rồi cảm ơn mẹ tặng cho con gái một phần chiếc tiền. Chú rể có buồn có vẻ buồn đúng không? Tại vì đeo không ai đeo lèm thì chú rể. Tài sản chung em nha, không sao đó. Hết rồi thì thân thầu cũng xin thay mặt cho đôi gương xin cảm ơn những món quà vô cùng dễ thương, vô cùng ý nghĩa và mà tất cả các vị khách mời đã dành tặng cho đôi gương. Thân thầu nghĩ rằng đây sẽ là hành trang vô cùng vững chắc góp phần xây dựng cho đôi gương trong đường xây dựng tương lai hạnh phúc. Xin cảm ơn bố mẹ rất là nhiều. Tân kính tất cả các vị khách quý thân mến, để cho quý vị không phải chờ đợi giây phút đồng quen tình yêu của chú rể thân hợp và cô dâu Bình Phước thêm lâu nữa, xin mời tất cả các vị khách quý hãy hướng mắt về sân khấu hạnh phúc của chúng tôi. Và hãy dành một tràng pháo tay thật lớn, thật đông nhiệt để cho chúc phúc xin được phép bắt đầu. Vâng, rất vui và xin được hân hoan chào đón tất cả các vị khách quý đã bỏ thời gian về ngọc về đây tham dự buổi lễ thành hôn chúc phúc cho chú rể Thanh Hà sánh diện cùng cô dâu Bình Phước. Và lần đầu tiên thì phép thân thầu xin được thay mặt cho những người thực hiện chương trình tiệc cưới của chúng tôi ngày hôm nay, thay mặt cho toàn thể anh em nhiệm vụ ẩm thực tiệc cưới Phong Trúc gửi tất cả các vị khách quý lời chúc sức khỏe thân thương và lời chào nồng nhiệt nhất. Với cái tư thế các vị không quên thân mến, người ta nói rằng quà kiều nằm đóng đường phòng, người dân khách họ sầu đem lòng nhớ thương. Thật vậy, lương duyên vô tục đế mà nhắn ngộng từ thiên thần, hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Đôi khi ta không hẹn mà gặp, ta không định mà thành, đó mới chính là duyên nợ. Từ chú nợ trời đất tạo ra ngày hôm nay mà đã tạo ra đôi trai tài gái sắc thật đẹp đôi, đó chính là chú rể Thanh Hà và cô dâu Bình Phước tay trong tay thật sự hạnh phúc. Và đây cho quý vị không phải chờ đợi hai nhân vật chính của chúng ta thêm lâu nữa, xin mời tất cả các vị khách quý hãy hướng mắt về cổng hoa hạnh phúc thật nồng nhiệt để chào đón Tân Lan và Tân Gia Nhân. Và kính thưa thầy, kính thưa các quý thân mến, để có được đôi uyên ương Thanh Hà và Bình Phước tay trong tay hạnh phúc như ngày hôm nay, ngoài sự sắp đặt và xa duyên của ông Tơ và Nguyệt, thì chúng ta cũng hân hoan cảm ơn dựng dọc của chữ trắng sanh thành. Chính vì thế, một lần nữa, tôi xin được trân trọng kính mời tất cả các vị khách quý hãy dành một tràng pháo thật lớn nữa để chào đón đại diện ngay bên gia đình. Vâng, bên gia đình.
tay bên gia đình và đôi gương Thanh Hà Minh Phước tay cho tay thật sự hạnh phúc. Xin được cúi đầu cảm ơn, cũng chào đón tất cả các vị khách quý trong hôm trường tiệc cưới của chúng ta ngày hôm nay. Mời kính thưa các vị khách quý thân mến, chắc chắn rằng trong buổi lễ thành hôn ngày hôm nay, chú rể Thanh Hà và con dâu Minh Phước là đôi uyên ương đẹp nhất. Và điều đó cũng được nhân đôi khi trong ngày vui vô cùng trọng đại với sự góp mặt đầy đủ của tất cả các vị khách quý. Chính vì thế, ta tôi xin được trân trọng kính mời chủ hôn của buổi tiệc cưới của chúng ta ngày hôm nay sẽ có đôi lời cảm ơn gửi tất cả các vị khách mời trong hôn trường tiệc cưới của chúng ta. Vâng, xin được trân trọng kính mời ông ạ. Kính thưa quý ông, quý bà, quý cô bác, kính thưa quý quan viên hai họ, quý khách, quý bằng hữu, tôi là ông nội họ của chú rể hôm nay được phép trình bày với tất cả với ông bà cô bác, tức là ngựa đã chồn chân, chim bằng mỗi cánh, tên là Thanh Hạ Sánh Duyên cùng Minh Phước nên có buổi lễ hôm nay. Kính thưa quý ông bà cô bác, quen viên ai họ với bằng hữu, trải qua thời gian đủ dài, Minh Phước và Thanh Hạ tìm hiểu quen biết cũng như là tích lũy kỹ năng sống, từ giờ dung đắp tình yêu và đã quyết định tiến đến hôn nhân, tạo mối quan hệ vợ chồng hợp pháp được sự chấp nhận của hai gia đình hai bên. Hôm nay tại buổi lễ này có mặt đông đủ của quý ông bà cô bác, quan viên hai họ, quý khách, quý bằng hữu, tôi thay mặt gia đình kính chúc quý ông bà cô bác, quý khách, quý bằng hữu tại miền gần xa thành đạt, an khang, hạnh phúc. Xin trân trọng cảm ơn. Sau con trẻ nên duy thống, tên nghề xôi già mày bằng đồng. Kính thưa các vị khách quý thân mến, ông bà ta đã có câu rằng: con cha thì nặng lắm mày ơi, nghĩ về bằng trời, chỉnh thảnh cưu mang, hoành tráng và hạnh phúc như ngày hôm nay. Cảm ơn của những bậc làm cha, làm mẹ là vô cùng to lớn. Chính vì thế, trong ngày vui vô cùng trọng đại này, chúng tôi xin được trân trọng kính mời chú rể Thanh Hà và con dâu Minh Phước, chúng ta hãy dâng lên cha mẹ mình những ly rượu nghĩa tình để xin được một lần đền ơn đáp nghĩa. Xin mời bố mẹ hãy dâng những ly rượu nghĩa tình từ hai con. Để tất cả các vị khách quý ở phía dưới công trường, chúng ta hãy rót đầy những ly bia và những ly nước ngọt của mình đi ạ. Và hãy cùng nâng ly lên với hai bên gia đình để chúc tình nghĩa xôi già của hai bên gia đình kể từ đây xa hổ gần keo sơn ở bỏ. Vâng, xin mời tất cả các vị khách mời chúng ta cùng nâng ly. Xin mời hai bên gia đình chúng ta cùng cùng ly ạ. 1, 2, 3. Đúng là hôm nay xuân một chút bay tin cho một khúc mà kỳ dài trăm năm, để cùng nhau quyết tâm xây dựng cho chú rể Thanh Hà và con dâu Minh Phước được trăm năm hạnh phúc. Vâng, những cái bàn tay thật là chặt đấy ạ. Và chúng ta hãy nhận một ngày phát lớn lên quý ơi. Vâng, tuyệt vời, xin cảm ơn người đại diện của chú rể Thanh Hà, cảm ơn người đại diện của chú rể Minh Phước rất là nhiều. Sure if you know this, but when we first met, I got so nervous, I couldn't speak in that very moment. I found the one and my life had found its missing piece. So as long as I live, I love you, will have and hold you. You look so beautiful in white, and from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. What we have is timeless, my love is endless, and with this ring I say to the world, you're my every reason, you're all that I believe. With all my heart, I mean every word. So as long as I live, I love you, will have and hold you. You look so beautiful in white, and from now
daughter is what our future holds. I hope she has your eyes, finds love like you and I did. Yeah, but when she falls in love, we'll let her go. And I walk her down the aisle. She looks so beautiful. Toàn thể tập nhà trai sắp tới gặp nhiều may mắn và đầy tràn xuất hiện. Và sau cùng tôi cũng có một đôi lời cho cháu gửi gắm. Thì thời gian qua cháu lớn lên sống với ông bà cha mẹ, từ nhỏ bữa nay bước về nhà chồng là bên nhà trai cũng có một sự bỡ ngỡ, ai cũng có một sự bỡ ngỡ. Xin hết ạ. Thay mặt tập nhà trai cũng có đôi lời đáp từ với tập nhà gái. Đúng ra tập nhà gái nói thì rất đúng, nhưng từ tập thì trong cái thời gian mà quen biết thì hiểu cho đến khi mà lễ cưới, lễ hội lễ cưới thì tập nhà gái cũng đã tạo mọi điều kiện rất là thuận lợi dễ dàng cho nhà trai. Thay mặt nhà trai tôi cũng thành thật cảm ơn tập nhà gái. Nhưng có một điều, kính thưa tất cả quý vị,
Thanh Hà và Minh Phước, đó chỉ là những hạt giống vừa mới nảy mầm. Vì vậy, điều cần thiết của hai gia tộc, hai gia đình cần phải phối hợp chặt chẽ, vững bền và mãi mãi. Sau đó cũng xin chân thành cảm ơn tộc nhà gái đã tạo mọi điều kiện dễ dàng cho tộc nhà trai chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ. Xin cảm ơn. Giờ xin thưa ông ngoại xin hát bản là tặng cho hai cháu trăm năm hạnh phúc, phải nắm tay nhau đi mãi mãi những con đường vẫn còn lại. Trên con đường ngày mai,